Em thế nào, nước hoa phải dùng tốt đúng không? Anh biết ngay mà, mang qua đây để tri ân anh cái gì. Này, anh mới có lô hàng mới, lấy cho em nhé. Thôi, anh ơi, em mang nước hoa ra trả cho anh đấy. Nước hoa gì mà xịt 5 phút mùi bay hết rồi ạ. Trông mặt kìa, cô lại đùa anh thì trả lại là trả thế nào. Này, nước hoa của anh, nước hoa xịn đấy. Xịn gì mà em xịt chưa đầy 5 phút, mùi thơm em còn không thấy, nó bay hết mùi rồi ạ. Bay hết mùi, ý cô nói là nước hoa của anh nước hoa giả gì? Đúng này, rồi ạ. Cô xem lại đi, nước hoa của anh xịn thế này mà em kêu là giả. Này, nếu như chẳng may có là giả ấy thì có là người em giả thì có. Nước hoa anh xách tay từ bên nước ngoài về nhá. Anh là ưu tiên em đầu tiên, anh dành cho em lô hàng đầu tiên. Em không biết dạ. Là anh ưu tiên em như thế nào cả, nhưng mà em không thích nước hoa này cho nên là anh cho em trả lại ạ. Thích trả lại cái gì? Vâng ạ. Ok, anh lấy lại nước hoa rồi em đi về. Thế anh cho em xin lại 1/3 số tiền được không ạ? Em thông cảm, anh làm ăn buôn bán uy tín quen rồi. Khách hàng mà không muốn dùng trả lại thì anh nhận, nhưng mà tiền thì anh cho vào đây rồi không trả lại được nhá. Thôi em không muốn thì em cứ đi về đi nhá. Thế là nhất định anh không cho em trả lại à? Trả làm sao được. Anh bỏ cái kiểu làm ăn vớ vẩn đi nhá. Okay. Em sẽ kiện anh á. Okay. Chuyên bán hàng giả. Okay. Nhớ đấy. Này, khách hàng kiểu gì đấy nhở, mua rồi cấm trả lại nhá. Úi giời ơi, cái gì đây? Ôi, bố! Cái gì mà nhận hàng rồi miễn trả lại? Bố ơi, đấy, khách hàng của con thế đấy, buồn cười lắm bố ạ. Sao bố qua không bảo con để con đón bố? À, thôi, bố tiện tập thể dục cho nó xương cốt nó dạo này nó dịu dạo lắm. Đúng rồi đấy ạ. Này, dạ. Dạ. Con gái bố dạo này thế nào? Dạ, con gái bố thì dạo này cũng có chút tiến bộ bố ạ. À thế à, tốt dạ lắm, vâng. Bố phải cám ơn con đấy. Dạ vâng. Nó lấy được con là tốt lắm rồi đấy. Dạ hôm vâng. Trước kia nó quậy lắm. Thế ạ? Suốt ngày nó lên sàn thôi. À. Này, dạ. Cái hồi chưa cưới anh ấy, nó dạ. Còn bố ơi. Dạ. Con xin bố cho con đi học DJ. Cả DJ cơ ạ. Trời ơi. Cái ngữ nó học cái gì cơ mà học đi giày ấy. Dạ. Bố cũng quá lười dạ. Mà riêng cái chi tiết ấy, bây giờ bố thấy là nó là nhuộm lại tóc đen rồi. Vâng. Hôm trước kia là tóc tai của nó là cứ vàng như lông bò. Ừ, lắm luôn, còn không nhận ra vợ con bởi vì không hiểu là tự nhiên có một người ngoại quốc nào đến. Dạ, bố cám ơn con. Dạ vâng, không có gì vâng. Này, dạ. Bố bảo này, dạ. Làm ăn bây giờ nó phải đứng đắn. Vâng. Hàng nó phải xịn. Dạ vâng. Thì khách hàng họ mới đến với mình nhiều. Dạ vâng. Các cụ bảo là khách nhớ nhà hàng. Vâng. Chứ nhà hàng không cần phải nhớ khách. Đúng không? Vâng, bố dạy thì con xin tiếp nhận à. Đấy, bố ạ. Lại điện thoại, chắc là lại là khách đòi đổi hàng với trả hàng, mệt lắm. Ôi trời ơi. Nhắc Tào Tháo gọi ngay, bố ơi, con gái uống rượu của bố à, gọi. Thế à? Alo. Hả? Cái gì tai nạn á? Ôi trời ơi, xe có làm sao không? Bây giờ tôi không hiểu tại sao tôi lại phải lấy cô làm vợ cái chứ, thế chứ. Sao? Vợ anh nó bị tai nạn à? Vâng ạ. Này, dạ. Mà người có làm sao không? Tay chân nó việc gì không? Người thì không sao ạ. Nhưng mà hỏng hết cả cái xe con vừa mua cho rồi. À cái xe mà anh vừa mới mua ngót nghét 100 triệu. Dạ rồi. Vâng ạ, nát hết cả đầu xe rồi bố ạ. Đấy bố xem, chồng thì cứ quần quật làm việc kiếm tiền, vợ thì cứ ăn chơi từ sáng đến chiều, bây giờ chỉ phá thôi. Mà con nói thật, bố bỏ qua anh. Chắc là tại ngày xưa bố chiều vợ con quá nên vợ con như thế này thì con nó thật mệt mỏi lắm rồi. Con trả lại bố đấy. Trả lại là trả lại thế nào? Dạ. Anh định giả về nơi sản xuất đấy. Thôi, không được đâu. Phải chấp nhận cho con ạ. Hàng nhận rồi. Miễn trả lại nhá. Alo, Lan Anh à? Ừ, hôm nay em có hẹn đi chơi với anh đấy. Ừ, sao hả em? Con Milu nhà em bị ốm em phải mang đi ra bác sĩ để khám á. Ừ thì bao giờ chó hết ốm thì đi chơi với anh nhá. Ừ chào em. Thế alo Mai Thỏ à? Ừ hôm nay em có hẹn đi chơi với anh đấy. Sao người toàn bò khô á? Ông mới bị tai nạn chiều qua à? Ừ thế bao giờ hết tai nạn thì mình gặp nhau nhá. Ừ chào em. Sao nó lại nhọ thế nhờ? Lắm mối tối nằm không. Xa xa ngoài kia biết bao nhiêu trái tim đang đan cài vào nhau. Ôi trên cành cây hai con chim sâu cũng đang tìm nhau. Và cả
trên chung cư xa xa kia nữa. Nhưng trái tim... Ôi, anh... Em... Ôi, em... Hẹn hò của gì để chờ lâu thế? Người ta chưa đủ khổ ấy, sao mà còn đùa? Ông trời ơi! Biết đến bao giờ mới tìm được một người có thể sưởi ấm trái tim và đôi bàn tay này? Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi vì có em ở đây rồi. Ai nhỉ? Đôi tay em đi em sẽ thấy bình yên. Ôi dồi ôi! Em là ai từ đâu bước đến nơi đây siêu sang chân phước? Cái gì đấy? Em thật với anh nhá. Anh đẹp trai dã man luôn nhưng mà nhát thôi, không thể nào mà chịu được. Nhưng không sao em ạ. À. Cái tát vừa rồi tự dưng lại làm anh tỉnh táo để nhận thức rằng trước mặt anh đang là một người con gái vô cùng xinh đẹp với cái mái lúm đồng tiền bên trái eo ơi, nhìn duyên quá cô. Này. Dạ. Em tên gì? Em tên là Nước Tương. Ếch Ương á. Trời ơi, Ương nào? Tên là Hương. Ui dồi ạ, à, Hương thì em cứ nói là Hương, em cứ... Yêu quá. Thằng ấy tên là gì? Anh... tên Lớp. Lớp à? Ừ. Lớp là kiểu tầng tầng lớp lớp đấy ạ. À? Đúng rồi. Lớp là kiểu trùng trùng điệp điệp đấy ạ. À? Ừ. Là cái kiểu mà đi lên xong rồi đi xuống đấy ạ. À? Hương anh ơi. Anh ơi, em thích đi này, tên là Lớp, đi lên đi xuống em thích đi này. Hương ơi, ngồi đi. Em quả là một người con gái vô cùng tinh tế đấy. Vâng. Cái tên của anh ấy, tầng tầng lớp lớp, lên lên xuống xuống. Thế đâm ra cuộc đời anh nó lại rất bấp bênh Hương ạ. À. Anh bấp bênh à? Ừ. Đã rất lâu rồi, anh cần tìm một người có thể sưởi ấm trái tim anh và đôi bàn tay anh. Em ạ. À. Anh ơi, cái gì thế anh? Sập Actomat. Em ơi, lại được không em? Lại à anh? Mình lại nhá. Ôi anh ơi, cái gì thế anh? Ôi dồi ôi em ơi, điện truyền khắp người, sập cả cầu Giao Tổng đấy em ơi. Em ơi, đây là thực hay là mơ, em hãy tát cho anh một cái đi em. Thôi em muốn tát đâu. Tát luôn đi. Không tát đâu. Tát đi. Em đây rồi, em ơi. Giờ thì em gái nắng ơi, hãy sưởi ấm con tim và đôi bàn tay của anh đi nào. À, anh ơi. Hả? Em nói thật với anh là em không bao giờ quan tâm đến quá khứ của anh. Ừ. Em cũng không quan tâm đến tương lai như thế nào. Anh cảm ơn. Mà em chỉ biết rằng bây giờ hiện tại chúng ta đang có mặt với nhau ở đây thôi. Anh có thấy không, ngày hôm nay thời tiết rất đẹp. Hãy để em sưởi ấm cho trái tim và đôi bàn tay lạnh giá của anh. Em luôn ở đây á. Luôn và ngay anh ạ. Ừ thế gì? Nhưng mà trước khi vào việc ý, ừ, anh có thể dắm mắt vào hộ em được không? Được. Ở một cái không gian lãng mạn như thế này thì chúng mình cũng phải lãng mạn với nhau chứ. Được, được, được các bạn. Nhắm mắt nhá. Ừ. Anh chờ em một tí nhá. Ừ. Em ơi nhanh lên anh để... Anh ơi, anh thích màu gì? Màu gì cũng được em ạ, à. Nhanh lên để lâu nó nguội. Thế à? Ừ. Anh nhanh đây. Ừ. Anh xòe tay ra đi. Xòe đây. Hãy xòe đôi bàn tay lạnh lẽo, ừ, của anh ra đi. Ui dồi ôi, ấm quá. Ấm chưa, ấm chưa, ấm chưa. Ừ, ấm ơi, chưa? Ui ấm rồi. Ừ. Ừ. Sao cái gì này? Anh ấm chưa? Anh ấm rồi. Ấm thật chưa? Ấm thật rồi. Xin tiền. Sao lại tiền? Tiền bán găng tay. Ôi, em là em có đến nào chị luôn đấy. Em tưởng chị gọi em đi chảy hồ em mặc như này. Không, chị bảo em đi đánh ghét. Chị bảo có ai đi đánh ghét mà mặc như này không? Ngồi xuống nói nhiều có suốt hết cả ruột. Ôi, đi đánh ghét thì gặp đó thì tốc váy này cho biết nào lễ độ ruột như nào nữa. Thái nhá. Sao? Chị nói cho em nghe nhá. Chị không kết cái này coi như là một tuần nay rồi mà chưa bắt được quả tôm đấy. Sáng ngày hôm nay tắm rửa sạch sẽ xịt nước hoa, mày còn thắt cả là vạt đấy mà chị nghi lắm rồi. Ôi chắc lại đi tìm một con đâu sờ lắm. Thôi. Em nhìn mặt anh Khải sở khanh thế thôi nhưng mà trung tình lắm. Sợ chị một phép tên gì nữa. Thôi. Càng những đứa nó sợ mình như thế nhá nó càng đi. Nó đi giống nó thứ nhá. Hôm nay nhá chị phục kích ở đây nhá. Ba máu sáu cường biết tay nhá. Ôi em không tin anh ấy có thói trắng hoa đâu. Ok ạ? À?
hình như là có bóng dáng anh Khải đang lên xe taxi kìa. Đuổi. Mày đi ra. Anh ơi, đuổi theo xe taxi đường trước của em gái anh ơi. Mà cái gì? Ơ Giảng ơi, con giết người. Anh ơi, anh đuổi theo xe taxi đường trước của em gái anh ơi. Đừng ra ngoài này. Tôi không thích chở những người bạo hành cái ô tô của tôi mà. Anh ơi, em đang đuổi quá, anh đuổi theo xe em gái rồi lắm nào. Nhưng mà tôi chưa vội. Thế anh có phải là lái xe taxi không? Tôi là lái xe taxi. Thế anh có lái không? Tôi chưa muốn lái. Thế bây giờ muốn gì? Tôi muốn về ăn cơm với vợ của tôi. Anh ơi. Dạ, em chăm sự em nhờ anh cứu cuộc đời em với, anh giúp em với ạ. Dạ, anh đuổi theo cái xe taxi đường trước của em cái. Lái xe mà chảnh thế hả? Thôi, không tìm xe này, lấy xe khác, ra đi. Ở khu này chỉ có hai cái xe taxi. Một cái số 9, một cái số 4. Cái số 9 vừa đi rồi, còn cái còn lại tự hiểu. Anh ơi, dạ, em báo cáo anh ạ, giờ anh muốn lấy bao nhiêu cũng được ạ. Anh đuổi theo xe kiểu em mới không em vội lắm rồi anh ơi. Có cách rồi. Cách gì ạ? Nhưng mà chưa muốn nói. Anh ơi, anh cứu em với, anh giúp em với, em đang vội lắm rồi. Thôi được rồi, thế này nha, quãng đường từ A đến B, ví dụ là 100.000. Vâng. Nếu lên cái ô tô này thì là 200. Ô, cùng giết người, Giảng ơi, cùng giết người. Bỏ kê tay ra, muốn đi không? Muốn đi phải xin lỗi cái xe của tao đã. Em xin lỗi anh rồi. Lên xe đi. Alo, taxi nhà sàn nghe rõ không? Xe số 9 của mày vừa đi, cho một con đực đi trước đúng không? Ừ, mày đi từ từ thôi, để tao cho hai con mái đuổi theo. Ôi giời ơi, anh ơi! Ơ, biết rồi ạ, đừng giục mà. Ô Giảng ơi! Quá nhỉ? Dọn hàng từ sáng đến giờ mà không có ma tịt nào mà. Chết dịch hết cả rồi à? Nước chè nóng giòn là ô. Anh uống nước chè chè khỏe đây là ô. Thấy nó không biết mình bán cái gì. Thế này thì có màu mù chứ mày cũng phải biết nhá. Em Nước. Anh ơi. Hả? Chai em hỏi, chai này bao nhiêu ạ? Chai này rất rẻ, 14.000. Công dụng nó là gì ạ? Úi giời, công dụng cái này uống vào là giữ cho hơi thở của bạn thơm tho này, răng trắng này. Đây ạ. Chai gì nữa đi? Đây. Chai này đắt hơn một tẹo teo, chai này là 16.000. Nào lấy chai nào nữa em? Chai nào nữa nào? Đây. Cái chai này là hàng chính hãng, 20.000. Thế là anh ơi, hả? Không biết là đường ra bến xe chỗ nào ấy nhỉ? À, đường ra bến xe này nhá. Bây giờ em đi thẳng đây em nhìn thấy cái cột điện kia chưa? Đấy đúng chỗ cột điện thì em rẽ trái. Rẽ trái em đi hết đường thì em rẽ tay phải cái là ra bến xe nhá. Ừ. Để anh tìm cho cái túi ni lông. Này. Dạ. Đi đâu ấy? Em xin phép đi ra bến xe ạ. Thế không mua à? Không ạ. À. Anh bảo này. Dạ. Em gái xinh nhỉ? Đúng rồi đấy ạ. Trông như hot girl đấy nhỉ? Đúng rồi. Nhưng mà ham. Ôi, sao em biết tên em là Hãm? Anh giỏi thế. Thế thì chắc chắn cô không phải tên là Biến đúng không? Vâng. Biến! Dạ, thế Hãm xin phép anh ạ. Còn dồ. Biết ngày hôm nay làm sao mà... Ôi con... Úi giời. Ba hồn bảy vía lành thì ở vía giữ thì đi. Hãm. Thế này cho nó nhanh. Nước chè nóng giòn nào. Úi trời, có khách ngay khách ngay. Ngồi đây em ơi. Ê. Ghế sạch mà. Dạ vâng ạ, vâng. Bác chờ chút tí nhá. Hội. Anh bảo. Giờ công viên lừa đảo nhiều lắm ấy, được chưa? Em cứ hỏi rõ xem là đồ uống là bao nhiêu, nước là bao nhiêu á, không là người ta lừa mình đấy. Anh nhìn sao?
Ngày xưa tán tỉnh cưa cẩm nhau rồi bảo hỏi, bây giờ yêu nhau mấy tháng rồi vẫn phải hỏi, rất quan trọng hóa vấn đề ấy nhở. Anh đang giữ của cho em có của hồi môn ấy, hiểu chưa? Mình sắp cưới rồi phải tiết kiệm. Thôi vào nhá. Nước đây, nước đây. Cô cậu đẹp đôi thế nhở. Hôm nay ra công viên chơi. Nước, nước. Chú có dừa không? Dừa có, cam vắt có, nước dừa hả? Vâng, nước dừa hai quả nhá. Bao tiền quả? Úi dồi ôi, giá cực kỳ hữu nghị cho những đôi đang yêu nhau. Chỉ lấy 50% thôi, có nghĩa là 50. 50 là hai quả? 50, có nghĩa là 50 một quả và 50 một quả nữa là 120 quả. Chú ơi, cháu có ý kiến là hai đứa mà uống chung một quả có được không? Tốt quá. Hai đứa mà uống chung một quả nó thể hiện được tình yêu chung thủy. Cái quả dừa này chú sẽ cắt khoét cái nó ra cái hình trái tim và chú sẽ rót ra nhá, ra hai cốc đá. Hai cốc đá mà mỗi cốc 20.000, 20.000, 40.000 là 90.000 một quả dừa, hai đứa uống chung. Đây hai cốc đá của các cháu đây. Dừa đây, chặt chặt cho quả dừa đây. Chú ơi, chú ra từ từ. Lại hội ý. Cho cháu hội ý tí ạ. Hay họp với hội ý nhỉ. Bây giờ 5.000, 2 cốc đá, 20.000 quá là cắt cổ người ta. Thôi nhá, sang hàng khác nhá. Dạ, báo cáo chú ạ. Vâng, cháu cảm ơn ạ. Không có gì. Để khi khác chú nhắc lại. Được, này. Có nghĩa là hỏi mà không mua đúng không? Dạ vâng. Dạ, tự cháu thấy không thích uống nước dừa nữa ạ. Ờ, đúng rồi. Nhưng mà hai đứa học đến lớp mấy rồi? Dạ, cháu tốt nghiệp lớp 12 rồi. À thế à? Vâng, cháu học thì biết chữ rồi gì đúng không? Vâng. Hỏi mà không mua đúng không? Vâng. Đấy. Hỏi mà không mua phạt 100.000. Chú cứ đùa nào không, chứ. Nó có quy định hẳn hoi. Ví dụ người ta quy định cấm đỗ xe này, cấm tè bậy này, các thứ là chúng ta phải nên theo quy định nhá. Ở đâu đây thôi. Nhưng mà chú ơi, bọn cháu đã uống đâu mà chú phạt 100.000 quả dừa, 50.000 không uống, chú phạt 100.000 quá là chú lừa đảo. Không ai ép cả. Thôi hai đứa uống chung một quả nhá. Chắc đây. Chú ơi, không uống đâu nhá. Này, đừng đùa nhá. Ở đâu nó cũng có luật có lệ của nó nhá. Biết luật ở đây chưa? Luật gì? Luật vỉa hè biết chưa? Này chú không phải dọa nhá, cháu ở đây sợ chú ấy. Này nhờ? Không cần phải cháu dọa. Cháu sợ chú ấy nhờ. Nhưng mà định thế nào, định uống hay định hỏi mà không mua? Sao cháu không mua? Khách thằng này hả? Này nhá. Ôi giời ơi em ơi. Là em anh ơi. Anh lên mới xuống lóc em ơi, anh không lên được đâu. Vấn đề gì đấy anh già? Vấn đề gì? Em nói thật với anh nhá. Anh ngoài cái đức tính rất nghèo ra, em thấy anh còn hèn đấy nhá. Hèn mà không bị ướt alo là cũng được em à. Anh ơi, nó đánh cho mình đến nơi rồi. Đánh chưa? Thế bây giờ nào nhỉ? Là báo cáo chú, là báo cáo đại ca. Dạ vâng. Đây thì cháu không có nhiều đâu. Dạ, cháu xin phép nộp 90 ạ. Dạ, 90 là vừa nãy nhưng mà bây giờ là phải bị cưỡng chế. Thế là tính thêm tiền cưỡng chế. Cầm hết. Cầm hết. Thế là lấy luôn của cháu 101 nhỉ. Lấy 101 là của ông trẻ nam. Ông đi đâu đấy ạ? Em bỏ cái kính ra. Dạ đây ạ. Con quen à? Thằng Tùng. Con ông phễu đúng không? Dạ vâng ạ. Mày ra đây. Dạ. Mày ra đây. Anh xin trịnh trọng. Mày ra đây làm cái gì? Ông ơi, cơ quan con ở đây ạ. Thế mày có biết là nếu hôm nay không phải mày thì ông trẻ mày đã ướt alo ở đây rồi không hả? Mày chào bà trẻ chưa? Dạ, con chào bà. Thế bây giờ mày định thế nào? Dạ. Này, ông trẻ nó cho mày biết nhá. Dạ. Mày ra đây mày kết hợp để mày lừa đảo dân đi đường à? Dạ. À, anh xin phép được trịnh trọng. Dạ, ông. Mày ra đây làm gì hả? Cháu. Thằng khốn nạn đổ mất dạy. Không ra cái tôn ti gì hả? Ôi con xin ông ạ. Ôi ông ơi. Thôi. Dạ. Tao có đánh mày nữa đâu mà mày nhún. Ôi ông không đánh ạ. Thế con thôi nhá. Thôi. Dạ vâng. Thế bây giờ mày định thế nào? Anh ơi. Em ý kiến như này. Em nói thật là em không thể nào mà em chấp nhận có một cái thằng cháu mà nó mất thể diện như này trong dòng họ. Và anh cũng xin xử lý ngay. Tuyên bố anh cũng chấp nhận lời đề nghị đó. Nha. Dạ, còn cắn rơm cắn cỏ con xin ông tha cho con ạ. Đây con gửi lại ông. Dạ. Thế mày định nào? Dạ. Ai? Ông Giang. Tiền tạm ứng hôm nay đâu? Mới sáng ra. Sáng ra cái gì đưa đây?
nhanh lên. Dạ ông, con gửi lại ông gọi là chút quà. Tung. Dạ. Phong. Tung. Dạ. Mày đưa đây. Dạ. Cháu giả lại cho chú. Chú cầm đây chú ạ. Cảm ơn cậu. Tao nói thật với chú là chú làm cái điều này ở cái công viên này ấy, như thế là ép người ta, như thế là không được đâu chú ạ. Cháu chỉ góp ý thế thôi. Thằng Tùng, dạ. Mày hiểu chưa? Dạ, cháu hiểu rồi. Ngu. Hả? Nói bao lần không nghe cơ. Nhìn mặt mũi xinh xắn đến nỗi nào đâu mà yêu toàn mấy cái thằng vớ vẩn thôi. Cái ngữ em ấy hê hậu như này nhá, là phải yêu mấy thằng muốn bánh. Đi ăn thì phải ăn nhà hàng nhá, thế mới được chứ. Mà em yêu anh ý. Yêu cái gì, tiết tiền đúng không? Bảo làm cái lễ. Bảo làm cái lễ cắt tiền duyên thì không nghe. Chê đắt, rỏng cho eo. Bây giờ sáng mắt ra chưa? Mà thôi. Này, nói thế thôi chị thương lắm. Chị đã nói với em bao lần rồi. Con mụ mai ấy, nhìn môi đồng bóng như thôi nhưng mà ôi cao tay lắm. Đến nhà mụ một cái nhá, thì mai cũng như một bước lên hương ngay. Thôi em đi, đi đi. Dạ, thế em xin phép ạ. Này, sau này có lộc có lá nhớ chị nhá. Dạ. Đi nhá, đến luôn đi nhá. Vâng. Này, trời ơi, cá cắn câu rồi, nốt vào mồi rồi. Từ giờ đến chiều nay kiểu gì nó cũng sang nhà bà ấy nhá. Tôi nói trước này, lễ làm nào là phải trích cho người 20% này nhá. Đùa đâu đấy. Thế nhá. Ôi trời. Tôi xấu ai đấy? Nghe thì hết rồi đấy. Tôi xấu ai? Cho em đi trả đá đi. Làm gì mà tự dưng từ bụi rậm chui ra thế? Mày chán lắm đây. Sao mà chán? Chắc lại cưa cẩm con nào ấy, nó không đồng ý đấy. Cưa cẩm cái gì? Em đang khổ tâm ý. Chị khổ tâm như nào mà khổ tâm? Chị nhìn mặt chú rồi chị phách vị ra ngay. Bởi vì chị là da cắt chè mà. Chị nhìn là chị biết là chú thất tình rồi. Chú lại coi như là đang tán với con Hương Voi mà không đổ đúng không? Nó không thích cái đấy. Thôi. Xin chị. Thế như nào? Tán tỉnh cái gì? Em đang buồn chuyện gia đình đấy. Ôi trời ơi. Thế là nhà chú có cái chuyện tăng ra bối rối à? Chị xin chia buồn với chú nhá. Phủ cái buồn chị. Mới chơi xa đấy. Ai tăng ra bối rối? Thế không phải à? Này, chị nói thật với chú nhá. Chú là đẹp trai nhất cái khu này rồi. Không việc gì mà phải có như là điên về tình cả. Chú chỉ việc đi nhá. Chú hít sáo một cái thôi. Nháy mắt thì đá lồng nheo cái là gái nó bú vào chú rồi. Em toàn đi vừa đi vừa hít sáo, toàn chó chạy ra thôi, chả để em nào cả. Thế thì vô duyên rồi. Thế thì lại phải làm cái lễ rồi. Lễ làm cái gì? Đến nhà con mụ mai. Con mụ mai làm cái lễ cho hay lắm. Nó làm cái mai có người yêu ngay. Nhá. Nhưng mà em không làm cái lễ về tình yêu. Khỏe quá. Em bảo em buồn chuyện gia đình là chuyện gia đình em thật. Chị biết không? Bố em ý, một tuần nay rồi chả nói chuyện gì với em cả. Em buồn quá. Này, sáng thì ra đây đùa. Chú với lại bố của chú thì chả khắc khẩu với nhau. Ngồi với nhau 5 phút thì chả để cãi nhau chém chả ấy. Mới buồn. Thôi, có chuyện gì nói tuyệt ra để xem coi như ra cắt chè. Con tư vấn cho không nào. Chuyện là em đang muốn mua một con xe mới. Nhưng mà... Thiếu tiền gì? Muốn mua con xe bao nhiêu? Có 42 triệu chứ mấy. 42 triệu à? Thế bây giờ chú có bao nhiêu? 20 à? Thế khá quá. Có một nửa rồi. Chết. Chị cho vụ này. Chị đã cho chú vay một nửa. Chị lấy lãi rất rẻ rồi. Nhá. Rồi. Nếu mà có 20 triệu ấy, em đã ra hàng cà phê em ngồi rồi. Việc gì phải ra ngồi trà đá. Có 200 nghìn thôi. Còn lại bố. Bố mua con xe rồi hơn 40 triệu bảo bố có 200 nghìn. Bố để bố mua cái gì? Thì thế. Thế nên người ta mới sầu đây. À đúng rồi. Chị. Rẻ. Ôi. Da cát chè của đời em. Da cát chè có cái kế gì hay không nhỉ? Chia sẻ cho em tí đi. Từ từ. Yeah. Ra rồi. Ra rồi. Ra gì đấy? Sai ý tưởng. Dạ. Về làm ngay nhá. Em sẽ về làm thử. Mà được lộc nhớ chị ơi, chị phần trăm ấy nhá. Chị yên tâm. Trả đá ghi vào sổ cho em nhá. Cuối tháng trả. Này. Nam già đâu?
Mèo 3 lít. Lớp là 5 lít. Bọn này làm gì đến giả tiền mình đi nhỉ? Ôi. Ôi trời ơi, khá quá. Này, sắm xe mới rồi đúng không? Có xe đẹp đi nhá. Mà không giữ lời hứa với chị gì nhá. Mà chị có xin nhiều đâu. Xin có một tí lộc thôi mà kẹt xỉ. Này, thanh toán, thanh toán. Tiện nào có tiền thanh toán ngay nhá. Đúng đây, rồi. Chờ, 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 hôm chờ, nay chờ. Em ra đây là cũng định tính sổ với chị đây. Tính sổ à? Chị tính rồi, chú không cần phải tính. Chị tính sẵn đây rồi. Của chú nhá. Từ đầu tháng đến giờ 2 lít rưỡi. Chị cộng nhẹ nhàng thôi. Là coi như là tư vấn chất xám mà ra cắt chè đấy. Lấy rẻ một củ. Chị xin một củ. Một củ à? Ừ. Đây là có cái củ từ đây này, chị có lấy thì lấy nhá. Nớm à? Nớm thì người ta ế lâu ngày cứ tử tử nghe. Em gọi là ra cắt chè. Làm người ta ăn cháo thế này. Cháo hay cháo thế nào? Làm sao? Có làm đúng những gì chị nói không? Có. Rõ ràng là em về em xem clip đấy rồi. Mà em làm đúng những gì clip nó làm. Thế nhưng mà có đúng cái clip xả xì chết không? Đúng. Cái đúng cái clip mà giờ cảm động đấy không? Đúng rồi. Thế. Đây nhảy nhá. Em kể cho chị này. Đúng lúc là bố em chuẩn bị đi làm. Em mới lao ra em chặn cửa. Em mới hỏi bố em một câu rằng. Hỏi gì? Bố. Bố ơi. Một ngày làm việc của bố kiếm được bao nhiêu tiền ạ? Ui đúng quá. Vào. Bố em lạnh lùng trả lời. Có việc gì? Là đi xin tiền đúng không? Học thì không lo học, suốt ngày lêu lỏng. Có thích tôi cắt tiền trợ cấp hay không? Ôi nhìn này, ông bố cứng quá nhỉ? Cứng chứ. Cứng quá. Em cũng cứng không kém. Em vẫn cứ gặng hỏi. Hỏi gì? Bố cứ trả lời đi. Bố nói đi. Một ngày làm việc của bố kiếm được bao nhiêu tiền? Con sẽ rút hết số tiền tiết kiệm của con để mua một ngày làm việc của bố. Để bố ở bên cạnh con. Ôi giời ơi, khá quá. Đây. Trong cái ông ấy trả lời thế nào? Cảm động như thế. Bố em vẫn rất lạnh lùng. Thôi, không phải diễn. Cái clip đấy là công ty bố sản xuất nhá. Bố là người viết kịch bản đấy nhá. Đừng diễn với bố, không lừa bố đâu. Hiểu không? Phạt mày tháng này không có tiền trợ cấp. Này chị phải tâm sự thật với chú nhá. Cái chương trình xả chí chết ấy, không những là chị ngồi đi chị ra cắt chè, nhưng mà chị bám chặt đá chị thích nhá. Mà đến ông bố em còn thích thì nói chung chương trình hay. Quá nhiều người thích luôn. Đúng rồi. Chương trình rất hay. Rất nhiều người thích. Nhiều người thích. Chị thích. Bố em thích. Nhưng em không thích. Tháng này em phải ăn cháo. Vì thế cái khoản nợ này ấy, em tuyên bố bùng. Đây. Úi dồi ôi, thằng mất dậy, thằng khốn nạn nhá. Từ sáng tới giờ mà bà chưa bỏ hàng đây, mày vào mày mồm ngoa rồi ôi. Đời em nó khổ thế đấy. Thì ra suốt ngày em đi em ra cắt chè cho mọi người. Thì bây giờ ai ra cắt chè cho đời em? Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.